Đây là một buổi tiêm vaccine COVID-19 diễn ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Điểm tiêm chủng vaccine phải đạt tiêu chuẩn theo quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, và thực hiện khám sàng lọc theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tất cả những người đến tiêm đều thực hiện theo đúng quy trình, từ khai báo y tế, phân loại theo nhóm và được hướng dẫn đo huyết áp, hỏi các câu hỏi liên quan đến tiền sử bệnh tật hay dị ứng, sau đó mới được tiến hành tiêm vaccine. Chúng tôi ngoài việc hỗ trợ đưa vaccine về Việt Nam, còn hỗ trợ về ống tiêm, tủ đông bảo quản để đảm bảo quá trình triển khai tiêm vaccine an toàn và hiệu quả. Đặc biệt, tôi biết là đội ngũ y tế Việt Nam luôn sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra để phản ứng nhanh nhất và kịp thời. Trong quá trình thực hiện tiêm ở đây thì mình thấy mọi thứ được sắp xếp rất là khoa học và rõ ràng. Tiêm vaccine này mình thấy nó cũng là một cái sự may mắn cho mỗi người phóng viên. Sau khi tiêm thì cũng không có cái dấu hiệu gì cảm thấy ảnh hưởng sức khỏe. Mình thấy cảm thấy tự tin hơn. Tôi thấy rất là bình thường. Tôi cũng chẳng có tâm lý gì là ngại hay là sợ hay băn khoăn, bởi vì tôi thấy rằng là bệnh viện rất là lớn, và khi trước khi tiêm thì được sàng lọc rồi được bác sĩ tư vấn. Thế ra là tôi thấy rất là ổn. Tôi được tiêm vaccine là một sự may mắn. Bởi vì là dịch COVID-19 thì chúng ta phải chung sống với COVID-19, và cái vaccine này nó như là một tấm chắn bảo vệ mình. Thông thường, theo quy trình chuẩn trên thế giới, những người đến tiêm vaccine sẽ cần phải ở lại ít nhất là 15 đến 30 phút sau khi tiêm. Nhưng ở đây, tất cả đều được yêu cầu ở lại 1 tiếng sau tiêm. Để các bác sĩ tiếp tục theo dõi, phát hiện các dấu hiệu bất thường sau tiêm. Cả mọi cái dự kiến cho các sự cố đều đã được có kịch bản rồi. An toàn rất là cao. Hiện nay, vaccine COVID-19 đang được tiêm chủng tại Việt Nam là vaccine do hãng AstraZeneca sản xuất, được nghiên cứu và phát triển bởi Đại học Oxford, Vương quốc Anh. Vaccine này đã được sử dụng tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 6 châu lục, với khoảng hơn 17 triệu người tại châu Âu đã được tiêm chủng. Vaccine AstraZeneca đã được chứng minh là khá hiệu quả đối với việc phòng chống COVID-19. Tôi kiến nghị là mọi người hãy tiêm đủ 2 mũi để có kết quả tốt nhất. Và cái quan trọng nhất là người dân tích cực tiêm phòng, tránh có thể nguy cơ những COVID. 5K cộng với cả vaccine sẽ là một cái vũ khí mạnh nhất để chúng ta có thể chiến thắng được COVID.